cha, có lẽ bình hoa này đáng giá hơn con nhiều. Không may con lỡ tay làm bể nó, chắc chắn cha sẽ rất là tiếc đó. Không sao đâu, nếu bình hoa bị bể, cha sẽ đổi cái khác cho con. Hay là để con đổi với A Liên đi, phần cổ nhỏ hơn của con. Hả? Không được không được, nhỏ như vậy nhưng muội cũng sắp chịu hết nổi rồi. Ta là tiểu thơ, muội là A Đầu, mà không có nhường cho ta gì hết. Con là tiểu thơ sao? Con không phải là Long Thiếu Hiệp thần dũng quy võ hay sao chứ? Cha, con đã biết lỗi rồi mà. Tề quốc hầu con cũng dám đụng vào, lá gan của con to hơn người con nữa. Nói mau, bằng cách nào con có thể trốn ra khỏi đại lao vậy? Chính cha đã cứu con mà. Ta cứu con? Ta làm gì có bản lĩnh như vậy chứ? Nè, cha đừng có che giấu nữa nha. Có ai mà không biết uy danh của Tư Đồ đại tướng quân? Cha mà lên tiếng tất nhiên họ phải nể mặt cha. Cha có đi gặp Hình Bộ Thị Lang, nhưng mà cha chỉ đến đó để tìm hiểu sự vụ thôi, chứ cha không hề xin họ tha cho con. Cha, cha là đại tướng quân, con là con cưng của cha. Cha nhờ vào quan hệ của mình bảo họ thông cảm cho, đó là lẽ đương nhiên, có gì đâu phải giấu con. Thú thật là cha không có xin Hình Bộ. Nhưng mà họ nói có quý nhân giúp đỡ chúng con, vị quý nhân đó không phải cha sao? Thật ra đó là ai? Con nói Hình Bộ đã thả các con. Ai cho con đứng vậy? Qua bên kia quỳ cho ta. Các con làm cái gì vậy? Nâng cao lên. Đây. Nè nè nè. Nè, việc lần này người tính không bằng trời tính. Tuy ta đã thất bại nhưng may mắn còn giữ được tính mạng, rất đáng để chúc mừng, có đúng không? Lấy trà thay rượu, tất cả hãy nâng ly. Nếu lần này chúng ta thành công, sẽ có sơn hào hải vị và rượu Quỳnh Hương uống rồi. Bây giờ thất bại, chúng ta chỉ có trà và dĩa đậu phộng này thay bội. Nhân địch, tại sao hôm nay giống y như con gà thua độ, quả bóng xì hơi vậy? Tôi thất tình. Hả? Thất tình hả? Quynh đã yêu ai từ bao giờ vậy? Tại sao chúng tôi chưa từng được nghe nói vậy? Tôi đã thương mấy rương bữa bối của Tài Quốc Hầu, nhưng nào ngờ rốt cuộc nó bỏ tôi mà đi. Thật không ngờ mấy rương bữa bối đó lại như luồng gió thoát khỏi kẻ tay của tôi vậy. Nó không chịu dừng lại, tôi muốn đập đầu chết cho rồi đấy. Hiếm khi thấy Quynh bi quan như vậy. Hay quá mọi người. Chà, thì ra mọi người đều ở đây. Tên phản bội, Quynh còn dám dắt mặt tới đây sao? Tôi đến là tìm mọi người đó. Ê, tay của đệ nhỏ quá, y như tay phụ nữ vậy. Quynh đừng có nói bậy đó nha. Eo của đệ cũng nhỏ nữa kìa. Đệ giở trò đàn bà với tôi hả? Quynh mới là nữ nhi đó, cái đồ hèn nhát. Tôi hỏi Quynh. Nghe tôi hỏi trước đã. Tối qua mọi người đã đi đâu vậy? Chúng ta hẹn nhau đi cướp, tại sao lại cho tôi leo cây hả? Tôi thất hứa. Chúng ta hẹn nhau giờ tí ba khắc hành động kia mà. Tôi và Trần Lâm đứng chờ cả buổi, chẳng thấy bóng dáng của các vị đâu. Hả? Chúng ta hẹn nhau vào giờ ngọ, làm gì có chuyện ba khắc. Hả? Nói vậy là không lẽ do tôi nhớ lầm hay sao? Đồ ngu ngốc. Ê nè, đồ ngu ngốc à, Quynh đừng có giở trò nữa được không? Sau này gặp chuyện quan trọng á, Quynh nhớ và chính xác giùm cái đi. Chỉ cần thêm ba khắc nữa là chúng tôi bị nhốt vào đại lao luôn rồi. Hả? Các vị bị quan binh bắt rồi? Thì phải, bắt xong rồi thả về. Họ xem chúng tôi như là con rùa mang đi phóng sinh vậy. Hèn gì. Nè, Quynh nói vậy là sao? Hả? Hôm qua tôi và Trần Lâm đứng chờ cả buổi, đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì nhìn thấy một bọn quan binh, thấy họ vào trong kho của Tề Quốc Hầu khiêng ra rất nhiều cái rương to. Đó là tang vật bị Hình Bộ tịch thu. Chúng tôi không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, tôi và Trần Lâm đã góp sức lấy một rương. Quynh nói sao? Với võ công của Trần Lâm, lấy hết cũng không vấn đề gì.
Chỉ có điều là chúng tôi... Chỉ có điều sao? Vì chúng tôi đi có hai người, có lấy hết cũng khiêng không nổi. Ê, lãng phí. Có thật là huynh lấy được một trương không? Huynh để nó ở đâu vậy? Sau khi chúng tôi lấy xong, không tìm thấy mọi người ở đâu, còn muốn chúng tôi xách nó theo đi tìm mọi người à? Cho nên... Chúng tôi đã mang đến nơi ở của dạng nhân địch để gửi nhờ. Cái rương ở nhà tôi đó. Cái gì? Ở nhà của chúng ta? Tất nhiên rồi. Cạo lui. Trời ơi. Để không đến đó xem à. A Liên, đi theo tôi. Bảo bối của ta. Quýnh thật sự làm rất tốt. Tiểu Long Hà, nhờ rương châu báu này mà tâm nguyện xây nhà cho nạn dân ở của đệ có thể thực hiện rồi. Tôi không nằm mơ chứ. Trời ơi, châu báu, châu báu. Mở coi thử. Có nhiều quá, nhiều châu báu như vậy. Tôi muốn làm cái gì cũng được hết. Châu báu nhiều quá. Nhiều quá. Cậu ta là lưu manh hoặc sao? Cậu ta thực sự rất giỏi, nhưng mà cũng có thể ngây thơ như trẻ con. Thật là dễ thương. Tiểu Long Hà chính là công chúa. Cô ấy chính là công chúa. Sư phụ, có thật như vậy không? Ừ. Công chúa vốn là người hiền hậu, tuy có lúc hơi bướng bỉnh một chút, nhưng những gì cô ấy làm đều là tế thế cứu dân. Sư phụ, con vui quá. Chúng ta có được một vị công chúa tốt như vậy. Chỉ cần công chúa cứu trợ cho số nạn dân đó, nhờ đó dương quy khắp thiên hạ, sau này công chúa đứng lên, lúc đó bốn bể sẽ hưởng ứng. Như vậy chúng ta sẽ có hy vọng để phục quốc. Phải, công chúa chính là niềm hy vọng sẽ lãnh đạo chúng ta phục quốc. Nhưng mà hình như cô ấy và hoàng thượng rất thân nhau. Sư phụ, bây giờ là thời cơ tốt cho chúng ta giết hoàng thượng. Nếu công chúa chịu giúp đỡ, chúng ta muốn giết hoàng thượng dễ như bóp chết một con kiến vậy. Không được, làm vậy chỉ thêm rắc rối. Sư phụ, không thể bỏ lỡ cơ hội được. Sau này không có nữa đâu. Xin sư phụ hãy hạ quyết tâm. Công chúa vẫn chưa biết thân phận của mình. Chúng ta không thể bắt buộc cô ấy làm như vậy. Vậy chúng ta hãy nói cho công chúa về nợ nước thù nhà. Không được, bây giờ chưa phải thời cơ tốt. Sư phụ, cách của sư phụ là thiếu quyết đoán. Sư phụ không nói, vậy con sẽ nói. Không được, con quá manh động rồi. Bây giờ thời cơ chưa chín mùi, nếu chúng ta cứ nhắm mắt làm đại chứ hỏng đại sự thôi. Sư phụ, nếu chúng ta không nắm cơ hội này, như vậy chúng ta không còn hy vọng nữa. Sư phụ, con xin sư phụ nắm bắt cơ hội ám sát hoàng thượng đi. Thu Tâm, con có hiểu không? Nếu như không có công chúa, chúng ta có giết hoàng thượng cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm theo dõi công chúa, như vậy nhất định sẽ tìm được hoàng thượng lúc ở bên ngoài cung. Thu Tâm, trong lòng của con chỉ nghĩ đến trả thù. Thật ra con có nghĩ đến việc công chúa và hoàng thượng là bằng hữu với nhau không? Một khi hoàng thượng chết, công chúa nhất định sẽ đau buồn. Nếu không có công chúa, công lao của chúng ta coi như đổ sông đổ biển rồi. Còn chuyện phục quốc trả thù thì sao? Không có công chúa, chúng ta phục quốc để làm gì? Sư phụ. Đủ rồi. Trong lòng của con còn nghĩ đến người sư phụ này thì con phải nghe lời ta. Nếu như con cứ nhất định làm thì con đi khỏi đây ngay. Từ nay chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ sư đồ. Xin lỗi sư phụ, con đã mạo phạm đến người. Mạng của Thu Tâm do sư phụ ban cho, xưa nay con đều xem sư phụ như mẫu thân của con vậy. Con một lòng trung thành, chỉ vì nôn nóng trả thù, xin sư phụ tha lỗi cho con. Thu Tâm, sư phụ biết con rất muốn trả thù, nhưng mà chúng ta nhất định phải nghĩ đến đại cuộc. Dạ, Thu Tâm hiểu rõ, con sẽ làm theo lời dạy của sư phụ. Ừ. Con có thể hiểu rõ được là tốt. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu như công chúa muốn hành thiện, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta phải giúp công chúa. Bằng cách nào? Quyên một số tiền cho công chúa. Còn nữa, chúng ta nhất định phải bảo vệ công chúa. Lần này rất đông nạn dân, chúng ta không thể để công chúa xảy ra sơ sót. Sư phụ yên tâm, vì công chúa dầu sôi lửa bỏng con cũng không sợ. Ừ. Lão gia, tối hôm qua ông thức khuya như vậy, có phải là có chuyện gì không? Không có gì, ta và Kiếm Nam đã trò chuyện cả đêm thôi.
Hai cha con ông đã bàn luận chuyện gì? Ê, con cái lớn khôn rồi, người làm cha phải quan tâm tới chúng chứ, hả? Mẹ, có chuyện này con cảm thấy không biết nói sao nữa. Kim Nam à, Nam Tử Hán có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Con nói đi, có chuyện gì mẹ đều đứng về phía con. Bao nhiêu năm qua trong lòng con đều nghĩ tới một cô gái. Là Văn Tường à? Dạ phải. Con cảm thấy Văn Tường là một cô gái tốt nhất trên đời này. Con muốn lấy cô ấy. Xin cha mẹ cho con được toại nguyện. Văn Tường là cô gái tốt, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn rồi. Ta cũng thấy thích cô ấy lắm đó. Vậy là được rồi. Mẹ cũng rất thích Văn Tường. Kiến Nam nhà mình khéo chọn thật đó. Chỉ riêng nhà mình thích là chưa có đủ đâu. Cần phải hỏi ý Văn Tường xem cô ấy có thích Kiến Nam nhà mình hay không. Lần trước Văn Tường đồng ý đến nhà chúng ta chơi. Vậy mà ông không hiểu sao? Dạ phải, Văn Tường rất thích chúng ta. Khi chúng con bàn về chuyện hôn nhân, cô ấy đồng ý về làm dâu nhà mình đó. Như vậy là không có vấn đề gì nữa. Phu nhân, hôm nay ta sẽ đến Văn gia để hỏi cưới. Cảm ơn cha. Được. Cha ta đã tới nhà muội cầu hôn rồi. Cầu hôn? Huynh không gạt muội chứ? Tất nhiên là không rồi. Cha ta đã tới nhà muội rồi đó. Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cha muội nhất định sẽ đồng ý thôi. Cha muội thường khen huynh giỏi hơn đệ đệ của muội. Ông ấy nói huynh có võ nghệ cao cường và lễ phép. Hơn nữa, hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối mà. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Nhà thừa tướng và nhà đại tướng quân địa vị cao sang, một văn một võ, đúng là xứng đôi về lứa đó. Sau khi muội về nhà sẽ biết kết quả. Sau khi trở về ta sẽ hỏi cha ta ngay. Nếu chuyện này mà thành, ta sẽ đãi tiệc trong 3 ngày luôn. Thấy huynh vui mừng thật đó. Muội không vui sao? Muội tất nhiên là vui rồi. Chẳng hay ý của thừa tướng như thế nào? Ta nghĩ chưa chắc đã xứng đôi vừa lứa đâu. Con gái ta Văn Tường và con của ngài Tư Đồ Kiếm Nam chẳng hợp nhau chút nào. Tại sao lại không hợp chứ? Lĩnh ái là trăm anh trong giới nữ lưu. Còn Kiếm Nam nhà tôi cũng văn võ toàn tài, tướng mạo cũng ưu tú. Tên tiểu tử Tư Đồ Kiếm Nam này cũng được đó. Ta cũng rất thích cậu ta. Chỉ có điều Văn gia chúng tôi không muốn kết thông gia với Tư Đồ gia của ngài. Xin ngài thông cảm cho. Văn thừa tướng, ngài nói vậy là sao? Không chung đường thì không thể làm bạn. Đó là ý của ta. Văn thừa tướng, tuy quan điểm của chúng ta có sự khác nhau, nhưng mục đích hoàn toàn không nằm ngoài việc trung quân ái quốc. Theo tôi nghĩ, không nên để ân oán cá nhân vào chuyện này. Nếu không có ân oán cá nhân thì ông không nên ném đá giấu tay sau lưng của người khác như vậy. Cho ông biết, cho dù tỷ tỷ tôi có chết cũng không có làm dâu nhà ông đâu. Không tới lượt người lên tiếng, ra ngoài. Văn thừa tướng, tôi thật không hiểu. Chà, ông đã ném đá mà còn giấu tay hay sao chứ? Đúng thật là không biết ngượng mà. Không ngờ cậu lại hỗn láo tới như vậy. Hả? Vậy thì sao chứ? Hả? Đi, lui ra ngoài ngay. Đúng là đồ vô phép. Chuyện trắng đen thế nào, đâu cần con phải lên tiếng chứ. Được, con đi. Tư Đồ Thanh Vân kia, ông nghe cho rõ đây. Cho dù tôi chết, cô không có để tỷ tỷ tôi về làm dâu nhà ông đâu. Tư Đồ tướng quân, Tư Đồ tướng quân. Tư Đồ tướng quân, khuyển tử vô lễ, mong ngài đừng trách bọn trẻ làm gì ha. Văn thừa tướng, tôi muốn được nghe ngài nói rõ ràng hơn. Được. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Đó là ý của ta. Tôi chỉ muốn nghe ngài giải thích. Được. Đại tướng quân, tôi là đương kim thừa tướng. Trong quyền hạn cai quản của thừa tướng này, thì quan chức cũng vậy, nạn dân cũng vậy, đều trong phạm vi quyền hạn của ta. Mong ngài đừng có xen vào để tránh mất lòng. Về vấn đề nạn dân, vì hoàng thượng hỏi đến cho nên tôi trình bày ý kiến thôi. Tôi xin cam đoan
tôi làm vậy hoàn toàn không có ý gì khác. Thôi được, con gái nhà ta không thể làm dâu nhà Tư Đồ phủ, hoàn toàn là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Cáo từ. Không tiễn. Tỷ tỷ. Tỷ. Ý, Tam đệ. Tại sao tỷ đi chung với hắn vậy? Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường nên đã trò chuyện vài câu. Văn Thao, đã lâu không gặp. Tôi mừng hết cả đời ta được gặp ngươi. Tư Đồ Kiếm Nam, để biết ngươi đã có ý đồ gì, muốn dụ tỷ của ta chứ gì? Đừng có nằm mơ. Tam đệ, chúng ta chơi chung từ nhỏ, đệ không nên nói như vậy. Tỷ à, tỷ đừng bên người ngoài có được không? Cha của hắn nó xấu sau lưng cha của chúng ta, nhưng mà tỷ còn đi chung với hắn sao? Tỷ không cho phép đệ nói bậy. Đệ nói bậy hả? Chính ta đại tỷ ở trong cung đã nghe thấy đó. Cha của hắn tố cáo cha chúng ta. Đồ giả nhân giả nghĩa kia, còn dám giáp mặt tới nhà của chúng ta để hỏi cưới nữa. Đệ đã gặp Tư Đồ tướng quân rồi sao? Tất nhiên là gặp rồi. Tên giặc già đó, Tư Đồ Kiếm Nam, ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Cha ngươi đến nhà chúng ta hỏi cưới đã bị từ chối rồi. Phận cốc tía mà đòi đeo chân thiên nga, cứ không nhìn lại mình xem có xứng đáng hay không chứ. Những gì cậu nói là thật chứ? Nếu không tin, về nhà hỏi cha của ngươi đi. Nhưng mà nếu ông ấy chưa tức chết, chứ bây giờ đã giác mặt về nhà rồi. Tỷ à, về nhà mau đi, đừng ở đây thì mất mặt nữa. Tỷ, Văn Tường. Nè. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ủa? Lương huynh. Huynh là Văn Thao phải không? Đúng lúc quá vậy sao huynh lại ở đây? Đưa nhị tỷ tôi về nhà. Nhị tỷ của huynh? Nhị tỷ của huynh đâu? Là người gì đi vừa khóc đó. Cái gì? Ý huynh nói vị tiểu thơ vừa đi vừa khóc đó là nhị tỷ của huynh sao? Phải rồi, nhị tiểu thơ của Văn gia, Văn Tường. Tôi không giấu gì huynh, tôi đã gặp cô ấy một lần rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã cảm thấy cô ấy xinh đẹp như tiên vậy. Chẳng lẽ Lương huynh thích nhị tỷ của tôi sao? Tôi sợ cô ấy không thích tôi. Đúng rồi, lần này cha tôi đến đây chính là vì chuyện cầu hôn đó. Huynh đệ à, huynh cảm thấy tôi có hy vọng hay không hả? Theo tôi nghĩ, Lương huynh và tỷ tỷ tôi mới xứng đôi vừa lứa đó. Huynh đệ, tin nhau chỉ cần một lời nói, sau này tôi có thể làm anh rể của huynh rồi. Huynh cần gì tôi sẽ không tiếc với huynh đâu. Chuyện đó tôi không nghi ngờ đâu. Làm anh rể đương nhiên phải chịu em vợ rồi, đúng không? Phải. Tôi sẽ về nhà ngay. Tôi kêu cha tôi viết một lá thư cầu hôn có được không? Được rồi, vậy tôi xin chờ huynh mang tới nhà của tôi đó. Được. Tôi đuổi theo giấy nha. Mau đuổi theo đi, nhanh lên. Cái đồ khốn kiếp, cái đồ hèn hạ. Không ngờ tên khốn kiếp Văn Thao là dám sỉ nhục cha. Để con đi lột da hắn. Đứng lại đó. Cha, cha yên tâm đi. Con thề sẽ giúp cha giành lại thể diện cho Tư Đồ gia. Hắn ngang nhiên dám vuốt râu hùm, hôm nay con sẽ cho hắn một bài học. Con đứng lại cho cha. Chuyện này không liên quan tới con đâu. Con là con gái, ai cần con ra mặt làm cái gì? Tịnh Nhi à, con đừng có gây rối nữa. Con gây bao nhiêu chuyện còn chưa đủ sao? Không lẽ chúng ta để yên cho hắn ăn hiếp sao? Con là phận nữ lưu, tại sao cứ mở miệng ra là nói tục vậy? Tình khốn kiếp này khốn kiếp nọ, những lời của bọn lưu manh như vậy đâu phải dành cho một đại gia khuê tú như con nói. Con nhìn xem con giống ai chứ? Tình khốn kiếp gì đó của Văn gia kia, chúng ta đâu cần phải hân thua với hắn mới được. Lão gia, tại sao ông nặng lời như vậy? Ta hồ đồ mất. Cha, con xin cha hạ cơn giận, con sẽ đòi lại công bằng cho cha. Thôi được rồi, con đừng quậy phá là cha vui rồi. Gia đình chúng ta không phải là hàng lưu manh. Cha bị người ta làm cho mất mặt, chẳng lẽ đánh người ta hay sao? Coi có được hay không chứ. Cha, vậy theo cha con nên làm gì bây giờ? Kim Nam à, con thân là nam nhi của Tư Đồ gia, thà chết chứ không có chịu nhục hả? Chúng ta có thể mất mạng nhưng mà không thể mất mặt và mất nhân cách được, đúng không con? Con à, trên đời biết bao nhiêu cô gái tốt, đâu chỉ riêng Văn gia mới có chứ. Cuộc hôn nhân này chúng ta cứ quên đi ha. Con à, con đừng có như vậy, mẹ nhìn thấy đau lòng lắm. Văn Tường là một cô gái tốt,
mẹ và cha con cũng rất mong cô ấy về làm dâu nhà mình. Nhưng bây giờ gia đình cô ấy căm thù cha con. Cho dù chúng ta có hạ mình đi nữa, gia đình của họ cũng không chịu làm xui với chúng ta đâu. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta lại mất thể diện? Không, con không cam tâm. Con lại muốn cái gì nữa đây? Thật ra con muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ thể diện của Tư Đồ gia chúng ta cũng không cần nữa sao? Bị người ta sỉ nhục như vậy mà không trả đũa thì còn thể diện gì chứ? Con định làm cái gì? Đến nhà người ta gây sự với bọn vô lại thì lấy lại thể diện được hay sao chứ? Quan đường. Nếu muốn giữ lấy thể diện thì phải tìm cách để giành lấy con của ông ấy về nhà của mình. Làm sao có thể giúp ca ca của con lấy được Văn Tường? Đến lúc đó lão già và tiểu quỷ ấy mới thực sự bị mất mặt. Tịnh Nhi à, con nói nghe làm như dễ lắm. Làm sao lão già ấy có thể đồng ý gả con cho chúng ta được chứ? Phải rồi đó. Chẳng lẽ con kêu ta vác cái mặt già này đến đó hỏi cưới nữa sao? Ê, Tịnh Nhi. Cha, làm sao con có thể kêu cha đi để người ta sỉ nhục chứ? Ngoài cách ngu ngốc như đến nhà hỏi cưới ra, chúng ta còn nhiều cách khác mà. Con nói dễ nghe lắm. Ngoài lời nói của cha mẹ và mai mối ra, con còn có cách gì khác nữa chứ? Con có nhiều cách lắm. Ví dụ như là dụ dỗ bắt cóc cho dán đóng thành thuyền, trộm lông tráo phụng, uy hiếp, đe dọa. Dừng. Tịnh Nhi à, con là đại tiểu thơ chứ không phải là dân giang hồ hả? Con chỉ đưa có mấy trò đơn giản thôi, con còn nhiều trò cao siêu và tuyệt vời hơn. Cha cứ giao chuyện của huynh ấy cho con là được. Ca ca đi. Nè. Tịnh Nhi nó khéo an ủi Kim Nam lắm. Kim Nam đau lòng như vậy, cứ để Tịnh Nhi nó an ủi cũng tốt. Ta chỉ sợ có A Đầu điên rồ này làm chuyện bậy bạ thôi hả? Bao nhiêu năm qua những trò lém lịch của nó đâu có ích chứ. Theo tôi nghĩ, không chừng Tịnh Nhi có cách đưa Văn Tường về làm dâu nhà này. Cứ mặc kệ nó đi, cứ để nó chọc tức lão hộ đồ và tên tiểu quỷ đó cũng hay. Nếu nói vậy, Lương Quân Trác thích Văn Tường nhà mình sao? Dạ phải đó. Trước kia không biết Lương Quân Trác từng gặp nhị tỷ ở đâu nữa. Quân ấy rất mến mộ nhị tỷ. Hơn nữa cha quân ấy từ lâu đã có ý định kết thông gia với nhà của mình rồi. Lần này Tề Quốc Hầu tiến kinh chính là vì chuyện này sao? Dạ phải. Hơn nữa nay mai Lương Quân Trác sẽ mang thư cầu hôn của Tề Quốc Hầu đến nhà của mình đó. Về chuyện này, cha cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Cha có cái gì phải suy nghĩ chứ? Thân Thâu, thật ra cha cũng biết nhị tỷ con thương Tư Đồ Kiếm Nam lắm. Tư Đồ Kiếm Nam này cũng là một người rất tốt đó. Tư Đồ Kiếm Nam làm sao so với Lương Quân Trác được? Cha biết lần trước Tư Đồ Kiếm Nam hơn con một chiêu, mãi cho tới bây giờ con vẫn hận trong lòng phải không? Cha, nếu hắn đã thương nhị tỷ của con, tại sao không để mặt con chứ? Về chuyện này do con nhỏ mọn mà thôi. Cha đang nghĩ liệu cha có nhỏ mọn hay không đây. Cha, sao cha lại nghĩ như vậy? Văn Thâu, tuy cha là thừa tướng, cô con là thái hậu, đại tỷ của con là phi tần, nhưng cha cảm thấy càng ngày hoàng thượng càng bất mãn cha đó. Cũng như chuyện lần trước tại Kim Điện, ngay trước mặt báo quan văn võ, làm cho cha không biết nên ăn nói thế nào. Đó là gì? Tên Tư Đồ Thanh Dân đâm sau lưng của cha thôi. Tư Đồ Thanh Dân. Ở trong triều, cha và Tư Đồ Thanh Dân phân trị văn võ. Nếu hai gia đình chúng ta làm xui với nhau, như vậy Tư Đồ Thanh Dân sẽ là xui gia thay vì là kẻ địch. Như vậy văn gia chúng ta sẽ có thế đứng vững chắc hơn. Cha, cho dù Tư Đồ Thanh Dân có làm xui với mình thì chưa chắc hắn không tiếp tục chống lại cha. Xưa nay hắn luôn là kẻ cứng đầu, không chịu nhường nhịn ai hết mà. Còn Lương Quân Trác, tài mạo song toàn, không thua kém gì Tư Đồ Kiếm Nam. Cha nghĩ xem, thế lực của Tề Quốc Hầu chẳng lẽ không hơn một đại tướng quân sao chứ? Người ta hùng bá bầu cõi, được phân chia đất đai nữa. Được, cha sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cha, Hài Nhi xin cáo lui. Con đi đi.
Thiếu gia, đừng mặt mày ủ rũ nữa, tiểu thư hứa đã giúp cho cậu rồi mà. Phải đó, ca ca bây giờ trông huynh y như nạn dân vậy. E rằng ta còn tội nghiệp hơn nạn dân nữa. Ca ca, cho dù huynh là nạn dân cũng không cần phải như vậy mà. Thiếu gia, cậu có biết bọn nạn dân bên ngoài thành nhớ ai nhất không? Mỗi khi nghĩ đến người đó thì họ tràn đầy hy vọng. Ta biết chứ, Tiểu Long Hạ. Tiểu Long Hà là người như thế nào? Chỉ là một tên lưu manh thôi, nhưng mà hắn rất giàu có. Hắn không chỉ dựng lều phân phát cháo ở ngoài thành, thậm chí còn xây nhiều nhà cho nạn dân ở. Chỗ mà thiếu gia đã chọn hả, này đã trở thành ổ của nạn dân đó. Dám chiếm chỗ của ta, chắc là hắn chán sống rồi. Thiếu gia, miếng đất đó vốn không có chủ, cho dù ngài báo quan hả cũng không có làm được gì đâu. Cách hay như báo quan mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Ta chính là quan đây nè. Dạ. Gọi thêm vài người sang bằng chỗ đó cho ta. Hả? Dạ thiếu gia, tôi sẽ đi ngay. Tiểu tử, bây giờ ngươi biết cú đấm của ta lợi hại đến chừng nào rồi chứ? Tiểu Long Hà, huynh vừa học trộm vài chiêu của tôi đó nha. Cũng may tôi quen sử dụng cú đấm, nếu không hai cái càng tôm của huynh hả, một khi xuất chiêu lũ sâu bọ kia sẽ bị huynh kẹp chết luôn rồi. Cái bọn du côn mang mày kia, các người chán sống rồi hả? Chỗ này mà cũng dám chiếm, người nào cũng dám đánh, các người hãy chờ chết đi. Hãy cầm cái miệng thối tha của các người lại đi. Ta cho người hay nha, ta sẽ vẽ một vòng tròn to tại đây nè, ở đây sẽ trở thành đất đai của Tiểu Long Hà. Sao? Sống lên cho ta. Đây, qua đây. Qua đây đi. Thử đi coi. Các người được bỏ đi, còn tên Tiểu Long Hà kia nữa, chờ thiếu gia chờ ta đến, các người sẽ khó sống đó. Đúng rồi, chạy đi. Đúng lúc hôm nay ta đang tức giận không biết trút lên đầu của ai, mau kêu con rùa sau lưng các người ló cái đầu ra, ta thề sẽ bẻ cổ hắn. A Kỳ, sao con lại đến chỗ của trẫm vậy? Lẽ ra nô tỳ không nên bước vào đây, mà nên đứng chờ ngoài kia. Ủa, có chuyện gì? Tại dân quý phi dặn nô tỳ đến đây coi chừng ngài, chú ý xem ngài đi đâu và lúc nào. Quan thượng, vậy hôm nay người không xuất cung được rồi. Mi Nhi từng nhiều lần mách cho mẫu hậu nghe trẫm không ở trong cung, mẫu hậu bắt đầu nghi ngờ trẫm rồi. Không đi thì không đi, trẫm không muốn làm cho A Kỳ khó xử. Cảm ơn hoàng thượng thông cảm. A Kỳ lại mang rắc rối đến cho người. Không có đâu, cô từng giúp trẫm nhiều việc, trẫm nên cảm ơn cô mới đúng. Đã an phận hơn rồi chứ, chân của cô ấy không đi lại được, chắc là phải ngồi yên trên giường. Lần này ngài đoán sai rồi, mấy ngày qua văn quý phi cắn răng chịu đựng, đang cố gắng tập đi. Tập đi? Tại sao cô ấy lại tập đi vậy? Văn quý phi nói cho dù có chết cũng phải tập đi cho khỏe chân. Nếu như sau này hoàng thượng dẫn quý phi đi tuần tra trong cung, đừng hòng bỏ quý phi ở lại. Không ngờ cô ấy cũng có quyết tâm như vậy. Quý phi không đau à? Đau thì có đau, nhưng mà hình như không có chuyện gì mà quý phi không làm được. Từ nhỏ cô ấy đã như vậy rồi, cô ấy mà muốn gì thì nhất định phải lấy cho bằng được đó. Thứ mà hiện nay quý phi mong muốn nhất là ngôi vị hoàng hậu. Chẳng lẽ chỗ đó đầy ma lực như vậy sao? Nó có thể biến một người đàn bà vốn không xấu phải trở nên điên cuồng như vậy. Trọng rất mong được biết, một cô gái chân yếu tay mềm cứ ráng sức để tập đi, liệu có quái dị lắm không? Nương nương. Nương nương cẩn thận. Nương nương có sao không nương nương? Nương nương. Cô gái này nên được đưa đến biên cương. Quyết tâm, nhẫn tâm và nhanh trí. Đây mà là nữ nhi, thật đáng sợ.
Trâm thấy thương hại cô ấy. Đối xử với bản thân những tâm như vậy, có thể nào là nữ nhi sao? Hoàng thượng, người đó là biểu muội yêu dấu của người đó. Anh chế nhạo Trâm à? Sao khanh lại nói như vậy? Những lời thần nói thật sự không tác động được gì. Nếu nói đến người có thể làm cho hoàng thượng vui, không ai hơn Tiểu Long Hà. Đúng vậy, lúc Trâm đi chơi với họ là lúc Trâm thấy vui vẻ. Thần cảm thấy điều đó. Cậu ấy có nói thế nào người cũng cảm thấy dễ chịu. Tuy Tiểu Long Hà hơi bướng bỉnh, nhưng mà cậu ấy thực sự có tấm lòng hiền lành. Nếu My Nhi được đến 1/10 hiền lành của cậu ấy, Trâm sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn. Ở trong cung có được một vị hoàng hậu hiền lành là điều quan trọng nhất. Người nói đúng đó. Nhắc đến thần mới nói, nếu Quý Phi thật sự làm hoàng hậu, sau khi đạt được mục đích, không chừng sẽ trở nên tốt hơn. Khanh nói sao? Khanh hy vọng cô ấy làm hoàng hậu à? Không. Thần chỉ nghĩ đến người thôi. Người nghĩ người có thể chịu đựng nổi văn thừa tướng và hoàng hậu tấn công hai phía cùng một lúc không? Không chịu được cũng phải chịu. My Nhi là người không bao giờ chịu nhường bước. Hiện nay ở trong cung cô ấy đã kiêu căng đến mức này rồi. Nếu để cô ấy làm hoàng hậu, đến lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ can thiệp cả chuyện bên ngoài cung. Văn chương đã quá ngang tàn rồi. Nếu để My Nhi làm hoàng hậu, như vậy có khác gì đưa thừa tướng lên trời? Nhất định là lên trời. Thực ra nếu My Nhi có thể đối xử mọi người trong cung tốt hơn, có thể giúp Trẫm khuyên ngăn cha của cô ấy nhiều hơn, như vậy Trẫm sẽ nghĩ đến chuyện phong cô ấy làm hoàng hậu. Chỉ tiếc là trong mắt cô ấy chỉ có cha mình mà thôi. Nương nương, hoàng thượng đến thăm người. Thật sao? Gửi đâu hả? Hoàng thượng, người nghĩ gửi đâu rồi hả? Đi qua bên kia xem. Người đâu? Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng, người đến rồi sao? Ta rảnh rỗi nên đi dạo chơi. My Nhi, muội đang làm gì ở đây? Muội đang tập đi bộ. Chân của muội bị thương kia mà. Muội đi lại như vậy không thấy đau sao? Để tránh chuyện người bỏ muội lại ở phía sau, cho nên muội chấp nhận chịu khổ. Muội làm vậy được cái gì? Không phải người ta thường nói phải chịu cực khổ thì mới mong hơn được người ta sao? My Nhi, sao muội vẫn không hiểu? Có đi nhanh hay không, đối với Quý Phi mà nói không phải là chuyện quan trọng nhất đâu. Vậy thế nào mới là quan trọng nhất? Khoan hồng độ lượng và có tấm lòng hiền lành, biết thương hại người khác. Hoàng thượng, ý người nói muội ác độc chứ gì? Trẫm đang giúp muội đó. Giúp muội mà nói móc vậy sao? Thấy chưa, thấy chưa, Trẫm chỉ nói thật thôi đã phản ứng vậy rồi. Ý người muốn ám chỉ điều gì muội đều có thể hiểu hết. Nếu bao nhiêu bản lĩnh đó cũng không có, khác gì muội còn ngốc hơn lũ chim đang đậu ở trên cành nữa. Được được, muội thích lên cây thì lên, thích bay đi đâu cứ bay. Hoàng thượng ca ca. Ai trời ơi. Văn Tường là con thứ của ta, cũng là hạt châu trong lòng bàn tay ta. Quân Trác, cậu hãy nghe cho kỹ, cậu nhất định phải đối xử tốt với con ta. Nè Quân Trác. Hả? Quân còn ngơ ngác làm gì nữa? Cha đồng ý gả dì tỷ cho Quân rồi đó. Tiểu tế khấu tạ nhạc phụ đại nhân. Đứng dậy đi. Sau này chúng ta là người nhà rồi, ta sẽ đối xử với cậu như con ruột của mình vậy. Đứa con gái của ta rất dịu dàng và hiền lành, không thích phô trương. Cậu phải nhớ, không được ăn hiếp Văn Tường của ta. Nhạc phụ đại nhân, ngài cứ yên tâm, Lương Quân Trác này nhất định sẽ yêu thương Văn Tường con của ngài giống như là yêu thương chính bản thân tôi vậy. Được, tôi tin tưởng cậu. Rốt cuộc thì Văn Tường nhà tôi cũng tìm được nơi nương tựa rồi. Tiểu Thoa, sao cha ta lại làm như vậy? Sao lại gả ta cho một con sói? Tôi thấy Lương công tử cũng là một kẻ có tài đó. Tên Lương Quân Trác đó trông rất nho nhã, nhưng trong lòng thối nát. Hắn ta chính là một tên cầm thú. Ta đã từng kể cho ngươi nghe về chuyện tên xấu xa giở trò sàm sỡ với ta tại Tử Lầu. Tôi còn nhớ, tên xấu xa đó chính là Lương Quân Trác. Vậy thì Tiểu Thơ tuyệt đối không thể lấy hai người đó. Tôi đi nói với Tư Đồ Thiếu Gia để cho hai người gặp nhau rồi bàn cách giải quyết vấn đề.
Bọn chúng người đông thế mạnh, bọn nạn dân cũng hùa theo chúng. Chúng tôi cố hết sức cũng đánh không lại họ. Thiếu gia, tên Tiểu Long Hà đó vô cùng ác độc. Tôi nói với hắn ngày mai thiếu gia nhà tôi sẽ đến nói chuyện với cậu, không ngờ hắn lại chửi tôi một chập. Hắn nói ngài còn tệ hơn súc sinh nữa, nói ngài là con rùa chỉ biết núp đầu vô trong, còn nói ngài bị mù từ lúc mới vừa chào đời á. Hả? Thế làm lại lần nữa coi. Không phải gì tôi nói mà là Tiểu Long Hà nói á. Tiểu Long Hà chứ gì. Được, ngươi xem ta lộn da hắn như thế nào, tìm cho ta mấy người đi giết họ cho ta. Dạ thiếu gia, nhưng bên ngoài có rất nhiều người biết mặt cậu, nếu ban ngày chúng ta xông đến đó để giết họ như vậy, người ta sẽ nghĩ sao về lão gia đây? Văn Tính cùng cũng biết chuyện đó, tất nhiên là ban đêm rồi. Phải, tôi bị đánh đến nỗi điên đầu rồi, tôi sẽ đi triệu tập mọi người. Thiếu gia, có thật là chúng ta phải giúp Tiểu Long Hà đánh nhau không? Huynh đệ kết nghĩa của tôi gặp nạn, tất nhiên tôi nghĩa bất từ nan rồi. Nhưng ngài là Tiểu Dương gia, nếu ngài cứ qua lại với bọn lưu manh, lỡ người ta biết được sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của ngài đó. Vô xong chuyện Tiểu Long Hà làm việc thiện, giúp đỡ những nạn dân lúc màn trời chiếu đất cũng là ý nguyện của tôi. Vả lại trong lòng tôi có một cảm giác, tôi cảm thấy tôi và Tiểu Long Hà rất thân nhau, thân không phải như bạn bè thông thường. Xưa nay tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Tôi chỉ biết bất luận Tiểu Long Hà kêu tôi giúp cậu ấy làm gì, tôi đều chấp nhận. Công tử à, cảm giác đó của ngài y như đã thương cô gái nào đó, chuyện gì cũng sẵn sàng làm gì cô ấy hết. Cậu đừng nói bậy. Hả? Ta không tin, đây không phải sự thật đâu. Kim Nam, muội chỉ muốn chết đi cho xong. Văn Tường, muội đừng bao giờ lấy tên đó. Muội phải nói với cha muội, Lương Quân Trác là tên xấu xa. Hắn là một con rắn độc, một kẻ ác ôn, một tên háo sắc đó. Muội biết, nhưng xưa nay cha muội rất cố chấp, ông ấy không bao giờ nghe muội nói đâu. Văn Tường, ta phải giết tên Lương Quân Trác đó. Một kẻ đã chết thì hắn làm sao mà tranh giành người con gái của ta được chứ. Nếu huynh chỉ có cách này thôi thì huynh quả thật vô dụng. Giết chết hắn, huynh có thể sống được sao? Còn người nhà của huynh, làm sao họ có thể yên lòng được? Nếu huynh chết, muội sẽ như thế nào? Nhưng nếu để người khác lấy muội, ta thà chết còn hơn. Kiếm Nam, chỉ nôn nóng chẳng giúp được gì đâu, chúng ta cần phải nghĩ cách. Nếu không, muội sẽ vào cung xin đại tỷ giúp đỡ, kêu tỷ ấy thuyết phục cha muội. Ở trong nhà, cha chỉ nghe lời đại tỷ thôi. Ừ. Nhưng muội sợ đại tỷ cũng đứng về phía cha muội, vì xưa nay đại tỷ và cha có cùng suy nghĩ. Nhưng muội sẽ cố gắng thuyết phục đại tỷ, vì đây là cách duy nhất. Ta chắc chắn đệ đệ của muội có phần tham gia vào chuyện này. Ta ngốc thật, tại sao lúc xưa tỷ võ ta lại thắng Văn Thao làm gì chứ? Huynh không nên tự trách mình nữa, tỷ võ vốn là chuyện hơn thua mà. Ừ. Văn Tường à, ta muốn đi tìm muội muội của ta, xem cô ấy có cách gì hay không. Tư Đồ Tĩnh, cô ấy có giúp được gì không? Muội muội của ta là một kẻ lém lĩnh, lại nhiều mưu kế, ta nghĩ muội ấy nhất định sẽ có cách. Ừ, cũng được. Vậy ta đi tìm muội ấy đi. Ừ. Ừ. Đốt sạch chỗ này cho ta. Chạy đi.
Các cậu mau đi giúp nạn dân chữa cháy, chỗ này giao cho ta. Tiểu Long Hà, đi mau. Jump! Jump!